Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Vừa về tiếp tục một mẫu Avel 2014 nè, một đời chính chủ luôn. Gốc 49E10207 nha. Gốc 49 nha anh chị, chạy một đời chính chủ. Em này máy rin số rin tuyệt vời anh em. Đây anh em, 2014 nè. Form dáng em Avel thương hiệu đến từ Mỹ. Động cơ dung tích chỉ có 1.5 thôi nha anh chị. Mâm đúc của Chevrolet Avel nè anh chị nè. Đây bà con nè. Chì bấm không có giới là phay mâm nè. Bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 90%. Cản trước chạy qua thời gian có sơn dập, bên hông nắp tôn vẫn còn chất sơn rin, biểu tượng của Chevrolet. Anh em thấy form dáng chuẩn chu không? 5 chỗ ngồi nha, rộng rãi, được cái máy số đẹp lắm. Máy số cực cọp luôn anh em. Thùng mình vẫn còn chất sơn rin nha anh em. Đây anh em nè, dàn mâm đúc của dòng Chevrolet nè, gầm bọc ở trong nè, không có một tí bụt mọt ở dưới phần gầm. Hầu như phần xương đầu không có đâm ba lỗi lầm ở trên chiếc xe nha anh em. Em này đăng kiểm tháng 1 năm 2024 nha. Đây nha cô chú anh chị, form dáng của em Avel nó sơn xi đẹp lắm. Anh em đi mẫu này về đi gia đình thì tuyệt vời luôn. Biểu tượng Chevrolet, mạc chrome hết hai cụm đèn phía sau, rin đét. Em này máy rin số rin toàn bộ, xe không cứng không lỗi đâu. Đây bà con, hệ thống keo chỉ của em nó là keo chỉ hầu như là nguyên bản, không mất một phân chỉ nào. Gân guốc theo xe hết nha anh chị. Ghế là ghế nỉ hết toàn bộ anh em, sạch sẽ không. Từ cái phần nách cửa anh em coi nè, từ con tán bản lề chưa mở luôn, keo chỉ ở trong nách không có một tí là xét rỉ. Anh em trải nghiệm vô phần máy nè. Đây anh em, hệ thống keo nè, keo rin hết toàn bộ nha. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Dòng này nó có hai bản nè, một là điều hòa cơ, hai điều hòa tự động. Đây là cụm điều hòa tự động nè anh em, đó điều hòa tự động nha. Em này đi thì nói chung là tích kiệm xăng vô đối rồi, 1.5 mà chạy có 6 có tầm 7 lít thôi, 7 lít trên 100 km. Bên đây trang bị là túi khí bên phụ. Đây tắp bì vân gai nè, xe của nhà Đào Thiên Chúa nha, đi 112.000 thì quá mới. Đây anh em, hệ thống gương cục mở của em nó nè. Cái đó chúng ta sẽ có gương chỉnh điện, tấm chống nắng trên trần tem theo xe hết. Anh em trải nghiệm phần máy nè, hệ thống mở cúp điện. Mẫu này có hệ thống mở cúp điện đầy đủ cho anh em. Cái mẫu này nó không có giá tiền, nó không có cao, giá tiền nó tầm thấp. Nó thích hợp những anh em nào giá tiền tầm trung, trăm mấy sở hữu ngay mẫu Avel 2014 một đời chính chủ bên Trần Anh nè. Anh chị coi cục máy nè, cục máy mới tinh, máy nổ êm ru không nghe tiếng động anh em. Sờ tay nắp capo rất là êm luôn. Đây anh em có cục máy nè. Cục máy hầu như nguyên bản hết, Trần Anh dọn đẹp hết rồi anh em. Hệ thống bô chống nóng, xài toàn bộ hệ thống IC. Đây nè, mặt nắp đầu ron kem cò hầu như là chưa có dấu tích là mở nè anh em coi nè. Chưa có dấu tích là mở nha. Đây anh em nè. Hỏi chất không? Khô ráo không? Không có dấu hiệu nhớt keo. Đây là hồng hút nè. Đây là hồng hút nha anh chị nha. Còn đây là hồng xẻ nè, hút xẻ nè. Nè anh em, mặt nắp bạc ở dưới nó còn nguyên hủy, chưa có mở nè. Em này máy số riêng hết, từ cái đường co nước, phấn son bảy màu, gạch còn nguyên bản đây. Cái này đây. Đó, ok em đi. Đây anh em, 4 cái bếp full. Hai bên kèo cột là không có đâm ba lỗi lập nha anh em. Và dàn xương đầu nè. Dàn xương đầu là nguyên bản theo xe từ ra đến nãy anh em. Pin hết toàn bộ nha anh em. Đó, thật khỏe không? Thậm chí từ cái đường nước dẫn nhiệt nè anh chị coi nè. Đó, thông số nó còn theo xe luôn nè. Bình 65A. Em này số rin nè. Máy số khô ráo, không có tí gọi là nhớt keo nha anh em nha. Anh em thấy sạch sẽ không? Xe này không có một tí đồ hơi đâu anh em. Không hề có một tí đồ hơi nha anh em. Máy móc bao chất. Đi đâu chúng ta có hệ thống dầu trợ lực theo xe nè. Sạch sẽ, đường co nước không có dấu hiệu làm luôn nè anh em. Hai bên là không có đâm va lỗi lầm. Đó. Anh em nào quan tâm mẫu Avel 2014 thì alo cho em. Keo nè, keo chỉ nắp capo rim tuyệt đối 100% luôn. Anh chị tán nó khô chưa mở nè. Anh em nào biết coi xe tới coi cái xe mua nó nhanh lắm. Còn anh em biết coi xe anh em sàn mệt lắm. Đây anh em. Đó, Trần Anh đã tải trên clip xe có sao là báo thẳng báo chuẩn vậy đó. Như bà con biết tính Trần Anh rồi đó. Xe có sao là nói vậy chứ không có nói thêm nói bớt đâu. Bán đúng cái mẫu xe mình tải cho anh em luôn.
anh em lấy về anh em chạy thôi. 24 thì vẫn đăng kiểm 1 năm nha anh em. Anh em chạy nhìn tiếp tục phần gầm nè. Đây anh chị coi cái phần bọng dè nè. Bọng dè của em nó là đời 24 nè. Đẹp không? Có chỗ nó mục mọt không ạ? Sáng trưng luôn nha. Bọng dè là không có một tí dấu tích gọi là mục mọt ở dưới phần bọng dè đâu. Nước sơn trắng đẹp, nha sơn riêng còn. Cạn trước cạn sau có sơn dầm thùng mình đâu đó 60-65% thôi. Đây nè, keo chỉ riêng hết toàn bộ. Được cái liền, không cứng không lỗi. Đây cái cốp đẹp không nè. 5 nút nha, vỏ đồ Seco cốp theo xe đầy đủ các tính năng rồi anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm. Đây là gầm của em Avel. Gầm bị bao phê rồi. Gầm bè rồi. Gầm bè không có một chữ dấu hiệu mục mọt ở dưới gầm nha anh em. Đó, sạch sẽ nhá. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em khép lại channel tại đây này nha.